10.000 năm trước công nguyên, ít hơn 100.000 năm sau khi mở rộng ra khỏi châu Phi, con người đã đến Nam Mỹ. Con người đã phải đối diện với tai họa của kỷ băng hà, và thay vì chết đi, chúng ta đã thích nghi, chúng ta đã trở nên thông minh hơn. Và giờ đây chúng ta đã thống trị toàn bộ thế giới, từ bờ biển cho đến đỉnh núi, từ lạnh nguyên cho đến sa mạc. Con người đã ở đó. Tổ tiên gần nhất của chúng ta, những con tinh tinh, đã sống ở vùng nhiệt đới. Chúng chỉ sống ở vùng nhiệt đới mà thôi. Con người đã xoay sở được để có thể thống trị trên toàn thế giới. Những vùng đất đóng băng là cây cầu nối cho phép con người mở rộng ra trên toàn thế giới. Nhưng giờ thì nó bắt đầu tan chảy, và mực nước biển đang tăng trở lại. Con người bị mắc kẹt và chia tách trong hai bán cầu rộng lớn và không liền nhau. Mỗi phần bị chia tách của nhân loại tạo nên những thứ tốt nhất mà con người được trao cho. Và khi sông băng rút đi, chúng tạo ra các hồ, sông và vịnh. Bản đồ như chúng ta biết đã xuất hiện. Tại châu Phi, lượng mưa tăng gây ra tràn hồ Victoria và hồ Albert, tạo thành sông. Đó là dòng sông Nin của Ai Cập. Tại lục địa Âu Á, các con sông khác xuất hiện. Sông Tigris, Euphrates ở vùng lưỡng hà Iraq hiện đại ngày nay, sông Indus Pakistan hiện đại ngày nay, và Hoàng Hà và dân tự của Trung Quốc. Những thung lũng sông trở nên rất quan trọng đối với lịch sử nhân loại, giờ đây đã mở ra như thế nào sau sự rút lui của các tảng băng. Đây là những thung lũng sông có các vùng nước và đất đai màu mỡ, sẽ cho phép các hạt giống đầu tiên của nền văn minh được ươm mầm. Với nhiệt độ ấm lên sau thời kỳ băng hà, thực vật và động vật phong phú hơn, và con người cuối cùng cũng có thể lựa chọn ngừng di chuyển. Định cư lâu dài bắt đầu. Dân số phát triển. Với nhiều miệng để nuôi, tổ tiên của chúng ta phải trở nên thông minh. Họ đã tìm thấy một cách tăng lượng thức ăn cho họ có thể nhận được từ môi trường xung quanh. Và giờ đây, một trong những khám phá mãi mãi thay đổi hành tinh và con đường phát triển của nhân loại. Chúng ta đã học cách trồng hạt giống. Và những hạt giống mà chúng ta gieo trồng đến từ những loài thực vật giống nhau hàng triệu năm qua. Nó thúc đẩy quá trình tiến hóa từ dựng thành người. Và người hùng không báo trước của lịch sử nhân loại chính là cỏ. Một hạt giống cỏ rất nhỏ, phải không nào? Nó không phải là thức ăn. Tôi có thể săn một con bò rừng, hoặc tôi có thể dùng cỏ. Bạn đi săn một con bò rừng phải không? Trở trêu thầy, hạt giống cỏ trở thành cây lương thực quan trọng nhất thế giới, nhưng chúng là những thứ bị những người thợ săn và hái rượm bỏ qua trong hàng ngàn năm. Con người không bắt đầu sử dụng chúng cho đến khi họ hoàn toàn phải sử dụng chúng. Một số loại cỏ mà chúng ta quen thuộc bao gồm cả mía, nó bao gồm lúa mì, lúa mạch đen và lúa mạch. Tất cả các loại cây trồng ngũ cốc là các loại cỏ. Vì vậy, nó không chỉ là những bãi cỏ xanh tuyệt đẹp mà tổ tiên chúng ta đã thành công từ đó. Nó cũng là cây trồng chủ yếu của nền văn minh phụ thuộc vào. Nó là phần lớn lượng calo mà chúng ta có thể lấy được. Một lần nữa, tất cả quay ngược trở lại vụ nổ Big Bang. Trung tâm câu chuyện về tất cả sự sống là cuộc cạnh tranh của chúng ta có được năng lượng đó, được tạo ra tại thời điểm khởi đầu. Đưa oxy cho chúng ta một cảnh sắc, như lửa cho phép chúng ta sử dụng nhiều calo hơn. Chuyển đổi sang chăn nuôi là một cuộc cách mạng năng lượng. Một người săn bắt hái lượm cần 16 km vuông lãnh thổ để cung cấp cho mình đủ thức ăn, đủ năng lượng cho các dạng thực vật và thịt để có thể tồn tại. Một người nông dân có thể thu hoạch năng lượng mặt trời một cách hiệu quả. Ông ta có thể đáp ứng nhu cầu của mình bằng cách sử dụng chỉ 1/10 một km vuông đất. Trong sự nóng lên sau kỷ băng hà cuối cùng, nông nghiệp bắt đầu nắm giữ một nửa tá những địa điểm khắp nơi trên thế giới. Nhưng bằng những may mắn địa lý, không có nơi nào trong thế giới cổ đại có một sự tập trung động vật và thực vật tốt hơn để có thể thuần hóa hơn dùng lưỡi liềm màu mỡ ở Trung Đông. Tại Trung Đông, chúng ta có sự hội tụ đáng chú ý của những loài mà dường như đã dễ bị thuần hóa, cả thực vật và động vật. Đối với động vật, chúng ta đang nói về gia súc, heo, cừu và dê. Đối với thực vật, hai giống lúa mì, lúa mạch đen, lúa mạch, đậu lăng, sung, tất cả trong một phần rất nhỏ này của thế giới. Không giống như Fertile Crescent và phần còn lại của châu Phi, châu Á, những nơi như là châu Phi cận Sahara và châu Mỹ có rất ít các loài hoang dã có thể dễ dàng thuần hóa. Nó là một sự khác biệt quan trọng. Con người may mắn khi có sự lai giống đúng đắn về động vật và thực vật, nó đã trở nên mạnh hơn và có được sự khởi đầu lớn trên đường đến với thế giới hiện đại. Một con vật cung cấp cho bất kỳ ai có thể chế ngự nó một loài gần như không thể bị đánh bại, đó là ngựa. Đó là một thực tế ít được biết rằng, mặc dù ngựa lần đầu tiên xuất hiện ở châu Mỹ, ở đó chúng đã chết sạch cùng với nhiều loài động vật có vú khác. Có ít nhất là 3 loại ngựa có thời kỳ kỷ băng hà ở Bắc Mỹ, và cũng có thể nhiều hơn, một số nhỏ như là ngựa nhỏ, một số lớn như là Clades, và chúng đã tiến hóa tại Bắc Mỹ 40 triệu năm. Chúng là một phần của lịch sử và sau đó chúng đã biến mất. Những đồng minh mạnh mẽ đầy tiềm năng này biến mất trước khi chúng có thể được sử dụng bởi người Bắc Mỹ đầu tiên. May mắn là trước khi điều đó xảy ra, số lượng lớn ngựa đã trốn thoát trở lại qua cầu đất Bering Strait và mở rộng ra trên toàn đồng cỏ lớn và dùng thảo nguyên ở Trung Á Âu. Cú thoát chết này đã có ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử nhân loại. Vào năm 4000 trước công nguyên, lần đầu tiên người du mục ở Trung Á đã học cách thuần hóa chúng. Ngựa thuần hóa sẽ được sử dụng trên đại lục Á Âu, thúc đẩy tất cả mọi thứ từ công việc đến chiến tranh. Có lẽ không có động vật nào khác có ảnh hưởng lớn trên các tiến trình lịch sử của nhân loại. Và chu kỳ sẽ không được hoàn thêm khoảng 5000 năm, khi mà Christopher Columbus sẽ mang theo ngựa cùng ông trên chuyến thám hiểm thứ 2 đến châu Mỹ. Ngựa của ông sẽ lần đầu tiên gõ móng trên châu Âu kể từ khi chết dần hơn 10.000 năm trước đó.6.000 năm trước đây, quá trình thuần hóa của các loài động vật và thực vật đặt nền móng cho giai đoạn tiếp theo của lịch sử nhân loại. Giống như những đám mây bụi giữa các sao thu thập vật chất tạo nên các ngôi sao, một loại hấp dẫn tại những nơi làm việc như là Sumeria nằm trong một phần của lưỡi liềm màu mỡ được gọi là lưỡng hà. Nó thu hút người dân, cung cấp một số lượng lớn dân cư và xoay quanh trung tâm quyền lực và tiến bộ. Khoảng 3.000 năm trước công nguyên, một số các khu định cư của người Sum thực sự có thể được gọi là thành phố đầu tiên của chúng ta. Một trong số đó là Uruk, có khoảng 50.000 người sinh sống trong diện tích ít hơn 1,5 km vuông. Mật độ dân số sánh ngang với thành phố New York hiện đại ngày nay. Con người đã trở nên rất hiệu quả trong việc chuyển hóa năng lượng từ nguồn năng lượng được thuần hóa từ khu vực này, mà đã từng có thể hỗ trợ duy trì trong việc săn bắt hái lượm, bây giờ có thể cung cấp cho hàng ngàn người. Tuy nhiên, một sự thay đổi trong chế độ ăn uống cũng gây ra một sự phụ thuộc mới. Khi bạn chuyển sang nông nghiệp, bạn đã phụ thuộc 80-90% lượng calo của bạn vào một hoặc hai loài. Trong trường hợp của Trung Đông là lúa mì và lúa mạch. Trong trường hợp của lúa mì và lúa mạch thì cả hai đều chín vào cùng một khoảng thời gian. Con người phải thu hoạch những hạt giống này cùng một lúc. Như vậy giờ đây chúng ta có thức ăn cho cả năm và nó đến cùng một lúc. Nó giống như là bạn được nhận lương một lần trong một năm và bạn cần phải tích trữ nó lại. Bạn cần phải lập kế hoạch, bởi vì chắc chắn nếu cây trồng của bạn không thành công thì bạn sẽ có nạn đói và bạn sẽ không có thứ gì khác thay thế trong vòng 12 tháng. Trong những thành phố đầu tiên này, ngũ cốc là vua. Để theo dõi chúng, tổ tiên của chúng ta đã phát triển văn bản đầu tiên. Để bảo vệ chúng có những đội quân đầu tiên. Và để quản lý chúng có một sự khởi đầu của chính trị. Khi bạn có hàng trăm hoặc hàng ngàn những người sinh sống cùng nhau, đơn giản chỉ là quá nhiều người để lựa chọn chạy khắp nơi và tiến hành điều tra dân số. Nó tạo ra một nhu cầu cần chính phủ, nó tạo ra một nhu cầu cho một hệ thống phân cấp xã hội và chính trị. Trồng trọt đã đặt loài người trên cùng một con đường mới. Khu định cư đã phát triển thành thành phố. Nhưng mà để có bước sự thi tiếp theo từ thành phố đến nền văn minh thì chúng tôi sẽ cần đến sự giúp đỡ của một sinh vật rất đáng ngạc nhiên. Năm trước đây, sau khi lang thang trên trái đất cho hơn khoảng 100.000 năm, thì loài người đã bắt đầu định cư. Chúng ta đã tụ tập lại gần sông, dọc theo sông Tigris và Euphrates, sông Nile, sông Ấn, sông Hoàng Hà và Dương Tửng. Những nền văn minh đều sắp cất cánh. Nhưng trước tiên, họ đều phải nắm vững một điều: thương mại. Họ càng trao đổi hàng hóa và học hỏi từ các vùng đất khác, họ càng phát triển nhanh hơn. Có vẻ như là thương mại ở khoảng cách xa và giao tiếp là một tiền chất cần thiết để cho phép văn minh đô thị như chúng ta biết. Và thật đáng ngạc nhiên, những nền văn minh đầu tiên xuất hiện đằng sau một sinh vật với một danh tiếng thấp kém trong thế giới hiện đại. Đó là con lừa. Những đoàn lừa là cao tốc giữa các bang và là Internet tốc độ cao vào thời kỳ đó. Các tuyến đường sẽ tạo nền tảng cho thế giới hiện đại. Di chuyển không chỉ hàng hóa như là gỗ và đồng, mà còn có cả những ý tưởng và cả những câu chuyện. Những nền văn minh mà họ kết nối, một số sẽ lần đầu tiên được mô tả trong Kinh Thánh. Các tuyến đường buôn sẽ hội tụ tại Vịnh Ba Tư, nơi mà họ kết nối với các tàu vận chuyển hàng đến Ấn Độ. Về cơ bản, nó sẽ mang nền văn minh lại với nhau trong sự trao đổi vĩ đại văn hóa và các nguyên liệu, và thực sự là sự khởi đầu xu hướng toàn cầu hóa. Đó là một chìa khóa để có thể hiểu được thế giới của chúng ta hoạt động như thế nào cho đến ngày nay. Cũng giống như là những nền văn minh đầu tiên, chúng ta giao thương và tạo nên các mạng lưới. Và các mạng này hình thành nên các trung tâm. Và trong suốt quá trình lịch sử, trung tâm đã có nghĩa là một nơi. Số lượng các ý tưởng, số lượng hàng hóa đi qua một khu vực dường như có một sự tương quan trực tiếp khá là mạnh mẽ và quan trọng như thế nào. Từ 2.000 năm trước công nguyên, con người đã đi từ những túp lều khiêm tốn đến những công trình kỷ niệm vĩ đại. Tại châu Phi, kim tự tháp mọc lên trên bờ sông Nin. Bệ đá đầu tiên của Stonehenge mọc lên ở nước Anh cổ đại. Và quay trở lại Sumeria, ngôi đền nhân tạo được gọi là Ziggurat đã leo lên cao hơn và hướng tới thiên đàng. Để gắn kết những cấu trúc lớn với nhau, những nhà xây dựng của Sumeria đã chuyển sang chất bùn. Nó chảy ra dọc theo sông của Euphrates. Nó được gọi là bitumen. Nó được sử dụng như là nhựa đường trong thế giới hiện đại, và đó là sản phẩm xăng dầu đầu tiên được khai thác bởi loài người. Trong khi nhựa đường được đánh giá là rất cao, chất nhẹ hơn, loãng hơn, rỉ ra từ mặt đất, cùng với nó được coi là một mối phiền toái đối với con người cổ đại, bởi vì nó bắt lửa một cách dễ dàng. Người cổ đại gọi nó là naphtha, chúng ta gọi nó là xăng, và đó là một trong những dấu hiệu đầu tiên của những mỏ dầu. Nó rất là lớn, và có một ngày biến đổi cái nơi của nền văn minh thành trung tâm của sự giàu có và chiến tranh. Di sản của những nền văn minh đầu tiên này có thể có được và nhìn thấy theo những cách đáng ngạc nhiên. Các hệ đếm Sumer dựa trên cơ số 12 chứ không phải là 10. Đó là lý do tại sao chúng ta chia ngày thành 12 khối giờ, giờ thành 60 phút và phút thành 60 giây. Người Sumerian cũng có khả năng phát minh ra bánh xe mà cuối cùng dẫn đến một sự cải tiến nó sẽ làm thay đổi tiến trình của con người, xe ngựa. Do đó, đều sáng chế ra bánh xe của người Sumeria đến với sự thuần hóa ngựa đã xảy ra trong số những cư dân du mục ngày nay. Thực sự là một kỹ thuật quân sự khủng khiếp. Khoảng 1.200 năm trước công nguyên, một cuộc xung đột của những cỗ xe ngựa đã cắt các tuyến đường thương mại buôn bán đồng và thiết. Những kim loại mà chúng ta cần phải thực hiện công cụ và vũ khí đồng bằng. Nhưng may thay, các ngôi sao đã tạo cho chúng ta một sự thay thế, đó là sắt. Bây giờ những người thợ rèn có một khám phá rất là quan trọng. Bằng cách làm việc ở nhiệt độ cao, họ có thể giải phóng sức mạnh của kim loại cổ xưa này. Dễ mài sắt hơn và phổ biến hơn 700 lần so với đồng. Cuộc chơi đã thay đổi. Nhân loại bước vào thời đại đồ sắt. Chúng ta đã đến thiên niên kỷ đầu tiên trước công nguyên. Lịch sử đã đưa chúng ta đi một hành trình dữ dội. Từ vụ nổ Big Bang ban đầu, sự hình thành của trái đất và sinh vật đầu tiên, cũng như là sự trỗi dậy của loài người, chúng ta đã thấy thời kỳ băng hà đã tạo ra cầu nối mở rộng loài người ra toàn thế giới. Và sau đó làm chúng ta mắc cạn trên những lục địa khác nhau để chúng ta tồn tại với những gì mà chúng ta có trong tay. Như vậy, vào khoảng 1.000 năm trước công nguyên, thế giới vẫn còn là một nơi bị chia cắt. Mạng lưới thương mại kết nối phần lớn đại lục Á Âu và Bắc Phi vẫn chưa xâm nhập vào sa mạc khô cằn nhất của hành tinh hoặc băng qua các đại dương rộng lớn nhất. Bị giới hạn bởi địa lý là những người ở nơi như là châu Phi, vùng cận Sahara và châu Mỹ. Với ít sự dễ dàng để thuần hóa cây trồng và động vật của riêng mình hơn, họ vẫn phải gắn bó với lối sống cổ xưa hơn.